chuyện là cả ngày hôm nay trời mưa không, tới chiều tối mới tạnh luôn các bạn. Mấy thằng bạn của mình nó rủ đi kiếm cá và nấu cháo ăn. Vậy là ba anh em lấy đồ nghề khăn gói lên đường. Sau gần 2 tiếng lục lội ngoài vườn thì cũng được 2 cá lóc đồng. Đây là cá lóc đồng chính hiệu chứ không phải phe ke đâu nha các bạn. Có một con nó to bằng bắp tay mình luôn nè. Vậy là tụi mình chuyển ngay cái món cá lóc đồng nấu cháo. Đầu tiên là lấy khoảng nửa lon gạo bỏ vào chảo rang. Rang đều đến lúc gạo vàng lên thì tắt bếp, ok được rồi đó nha các bạn. Mình tắt bếp đổ nước vào ngâm một xíu cho hạt gạo nó mềm ra để khi nấu cháo nó mau nhừ các bạn. Sau đó thì bắt cái nồi nước lên, cho gạo vừa rang vào. Nấu khi nào nước nó sôi lên thì mình cho 2 chú cá lóc của mình vào nha các bạn. Khi cá chín thì nhớ vớt cá ra để riêng nha, để không cá nó gã hết trơn á. Còn cháo thì mình tiếp tục mình nấu đến khi nào nó nhừ thôi. Mà cái khúc này thì ba anh em tụi mình lo chơi nên mượn vợ mình nấu á, nên nó quay lại được nha các bạn. Giờ cháo chín rồi nên mình bỏ cá vào lại cho nó nóng rồi mình ăn thôi. Trong cái lúc đợi nồi cháo nó sôi lên lại á, thì chú Lâm nó tranh thủ chuẩn bị dao cho vào tô để múc cháo ra. Thì lây quay một hồi là nồi cháo nó cũng sôi lên lại rồi nè các bạn. Mình lại vớt cá ngược ra nha. Múc ra 3 tô cháo đầy, cho thêm tí ớt nè, tí tỏi sấy nè, tí tiêu. Vậy là món cá lóc đồng nấu cháo của mình cũng hoàn thành nè các bạn. Nhìn cái mâm cá này là ba đứa mình hôm nay để bụng rồi các bạn ơi. 2 con cá này phải gần 1,5 kg á. Mà bỏ vô vớt ra một hồi 2 cái đầu con cá nó đâu mất tiêu rồi. Cá lóc này mà có cái ruột ăn là hết sảy luôn á. Nhưng mà do con cá mới bắt sợ cái ruột nó dơ nên cái lúc mà làm thì mình bỏ luôn cái ruột rồi các bạn. Cháo cá lóc này phải ăn với rau đắng nó mới đúng bài á. Nhưng mà do nhà giờ không có trồng nữa nên ăn đỡ với rau cần ta thôi các bạn ơi. Có gì dùng đó thôi. Ngoài trời thì bây giờ vẫn còn mưa lâm râm nè. Thời tiết lạnh lạnh mà húp cái tô cháo nóng hổi thơm lừng như vậy thì còn gì tuyệt vời hơn đúng không các bạn. 2 con cá lóc này chắc cũng sống lâu lắm rồi nè. Thịt của nó rất là chắc và rất là dai nha. Nấu cháo ăn rất là ngọt nữa. Đúng là cái món cháo phiên ngon mà giàu chất dinh dưỡng luôn á. Thấy vậy chứ cũng hơn 12 giờ đêm rồi đó các bạn. Khỏi bớt dông dài nữa. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức cái món cháo đêm cá lóc đồng cùng ba anh em mình nha. Ăn nhanh còn đi ngủ nữa nè các bạn.